yếu Malaya, hôm nay em có một cái cây thông Subano 1 nở. Cây này trồng thuần bằng vỏ thông rồi nha anh chị. Hoa nở rất là đẹp nha. Cây trồng thuần hoa nở là rất là tròn. Khuôn hoa khá là tròn. Đều luôn nha anh chị. Nhìn hoa này màu vàng lên rất là tươi. Cây này thì nó có một cái điểm nhấn là có cái lưỡi của nó nè. Có cái bệt đỏ đỏ này, nhìn rất là cưng luôn nha. Chỉ có một cái bệt đỏ rất là nhỏ thôi, không có nhiều. Đó, cây rất là đẹp luôn. Cây này thân lá thì nó cũng nhỏ nhắn thôi, không có to nha anh chị, thân mảnh. Đó, hoa này rất là đẹp luôn, khuôn tròn quay luôn. Đó, như anh chị nào thích màu vàng mà hoa tròn đó, thì mình có thể sưu tầm cái thông Subano 1 này nha. Cây rất là xiên hoa, một khuôn hoa nở rất là chuẩn luôn, tròn chuẩn nha anh chị. Đó, lưỡi thì cũng mở banh tròn rất là đẹp. Đó, cây này thì em có hàng thuần trồng thuần bằng vỏ thông rồi, cho nên anh chị nào mà mình muốn sưu tầm cây trồng thuần á thì mình có thể đặt cây trồng thuần này về để mình treo lên mình chơi và chờ hoa nha. Đó, nhìn hoa rất là đẹp, rất là cưng luôn, màu vàng rất là đáng yêu. Anh chị nào mà thích thì mình cứ liên hệ em nha.